người đã theo dõi Thế Giới Di Động thì cũng thấy là tụi mình đã chia sẻ rất là nhiều những video đánh giá cũng như là trải nghiệm chi tiết về chiếc Galaxy Tab S9 Ultra vào năm ngoái. Và đúng thật là chiếc tablet này rất là mạnh mẽ, đa di năng và gần như là đáp ứng được mọi nhu cầu từ cơ bản cho đến nặng đô luôn. Vậy thì Galaxy Tab S10 Ultra năm nay sẽ có những nâng cấp gì khi mà Tab S9 Ultra đã quá trọn vẹn rồi? Ok, cùng khám phá trong video này nha. Và hiện tại thì trên website của Thế Giới Di Động đã mở bán Galaxy Tab S10 series bao gồm Tab S10 Plus và S10 Ultra. Và nếu như mọi người mua từ khoảng thời gian 27 tháng 9 đến ngày 21 tháng 10 thì chúng ta sẽ có những cái ưu đãi rất là hấp dẫn. Chẳng hạn như được tặng bộ sạc 45W, được trợ giá 3 triệu khi thu cũ đổi mới, giảm 2 triệu khi làm member của Samsung, ưu đãi 10% dành cho học sinh sinh viên và trả góp 0%, cũng như là có một gói dịch vụ đặc quyền trị giá 6 triệu nữa. Và để nói một cụm từ ngắn gọn xúc tích về chiếc Tab S10 Ultra thì có thể nói nó chính là bình cũ rượu mới nha mọi người. Thật ra là nó không hẳn là rượu mới nhưng mà nó sẽ giữ những cái điểm nổi bật trên Tab S9 Ultra và bổ sung thêm những cái điểm hay ho hơn để giúp cho Tab S10 Ultra nó trọn vẹn hơn. Và đầu tiên thì mình sẽ nói đến những điểm giống trước đi ha. Ngoại hình chắc chắn là như mọi người thấy nó không có một cái điểm gì khác biệt cả, vẫn là một cái thiết kế rất là mỏng và sexy. Tuy nhiên cái phần độ mỏng á của Tab S10 Ultra nó sẽ mỏng hơn một chút xíu so với là Tab S9 Ultra thôi, chứ không phải là nó quá nhiều đâu. Cũng sẽ có hệ thống 4 loa chuẩn Dolby Atmos ha, cho nên là nghe rất là đã rồi. Và sạc thì vẫn là sạc Type-C 45W, kèm với đó là hai cam sau và hai cam trước, cũng như là sẽ có một cái chỗ đặt bút S Pen như cũ luôn, không có gì khác biệt về ngoại hình thiết kế cả. Và với thiết kế này, thiết kế 16:10 thì Linh thấy nó vẫn khá là kén, bởi vì đa phần những video hiện nay đều sẽ có cái form là 16:9. Tuy nhiên bởi vì định hướng của Samsung mong muốn người dùng sử dụng chiếc tablet này như một chiếc laptop mini, cho nên việc họ làm một cái phương ngang rất là rộng và bự như thế này để giúp cho những cái tác vụ như edit video của mọi người, hoặc là chỉnh sửa ảnh, hoặc là note, ghi chú nó cũng sẽ thao tác dễ hơn rất là nhiều. Cho nên là đây là một cái điểm khác biệt mà mình nghĩ là Samsung dành cho Galaxy Tab so với những chiếc tablet thông thường hiện nay. Màn hình thì vẫn là 14.6 inch Dynamic AMOLED 2X với tần số quét là 120Hz. Cho nên là về thao tác hay là về độ hiển thị thì không phải bàn rồi, rất là nét, rất là mượt. Và khi mọi người xem phim hay là chơi game, edit video thì cảm giác rất là đã mắt luôn, vì cái độ hiển thị của nó rất là nịnh mắt nha mọi người. Và chắc chắn là giao diện bên trong vẫn sẽ là One UI đặc trưng của nhà Samsung rồi, và sẽ có Samsung Dash. Đây là một điểm mình nghĩ là rất cần, những ai đang sử dụng tablet của nhà Samsung đều cảm thấy rất là tự hào vì cái Samsung Dash này, bởi vì đa phần những chiếc tablet hiện nay thì không phải tablet nào cũng sẽ có cái giao diện PC để mà tối ưu khi mà chúng ta kết hợp cùng với lại bàn phím hay là chuột ha. Và điểm mạnh của Samsung Dash thì như Linh đã chia sẻ cũng như là những video trước mọi người đã chia sẻ thì nó sẽ có điểm mạnh là có thể thay đổi tùy biến được những cái tab theo cái bố cục, cũng như là mình có thể đưa tùy chỉnh những cái tab đó nó to, nó nhỏ, nó nằm ở bất cứ vị trí nào một cách rất là dễ dàng, không có một cái lấn cấn nào trong quá trình mà chúng ta sử dụng Samsung Dash của nhà Samsung cả. Nhưng vẫn sẽ có một điểm hạn chế ở cả Tab S9 Ultra và Tab S10 Ultra, đó chính là những cái app liên quan đến vấn đề làm việc học tập, chẳng hạn như là Sheet nè, Doc hoặc là CapCut chẳng hạn đi, thì giao diện của nó vẫn là giao diện trên điện thoại chứ không phải là giao diện tuyệt tối ưu cho PC. Cho nên lúc mà sử dụng thì mình vẫn hơi lấn cấn và cảm giác nó chưa được trọn vẹn lắm khi mà sử dụng cái tab này. Bù lại thì chúng ta vẫn sẽ được tích hợp đầy đủ những cái tính năng AI có trên tab S10 Ultra ha, gần như là full combo luôn. One UI 6.1 có những Galaxy AI gì thì trên tab S10 Ultra đều sẽ có, chẳng hạn như là AI về chỉnh sửa ảnh, phát họa thông minh, xóa vật thể, AI về phiên dịch nè, rồi AI về công việc chẳng hạn như là tóm tắt những cái nội dung mình viết, tóm tắt nội dung trên trang web, vân vân, gần như là có full hết. Và nếu như mà mọi người sử dụng tablet để mà làm việc thì mình nghĩ là nó sẽ tối ưu rất là nhiều trong cái quá trình chúng ta trải nghiệm ha. Cùng với đó thì cam trước sẽ là hai cam 12 megapixel và cam sau sẽ là 13 megapixel, vẫn như cũ luôn. Và với cái chế độ hiển thị này cũng như là
có tích hợp thêm camera góc rộng thì Linh thấy nó sẽ rất là phù hợp và tiện lợi khi mà chúng ta video call để mà học tập làm việc. Mình cũng sẽ không bị lo là với một cái kích thước này mình cầm máy ở gần quá thì mặt của mình có bị bự hay không. Thì mình nghĩ cái góc rộng rất là cần thiết và điều này Tab S10 Ultra hoàn toàn có thể đáp ứng được cho chúng ta nha mọi người. Bên cạnh đó thì pin vẫn sẽ là 11.200mAh và sạc nhanh 45W như cũ. Và khi mà Linh trải nghiệm thì Linh thấy là cái thời gian on screen nó sẽ tầm khoảng 7 tiếng, gần 7 tiếng. Nếu như mà mọi người cũng dùng những cái tác vụ liên tục giống như Linh, chẳng hạn như là test những cái app về hiệu năng nè, Linh cũng chơi game, Genshin Impact chẳng hạn, và lâu lâu cũng có edit video thì có thể sử dụng liên tục trong khoảng thời gian đó. Nhưng mà nếu như mọi người sử dụng những tác vụ cơ bản hơn, chẳng hạn như là Word, Excel thì mình nghĩ là nó có thể kéo dài thời gian thêm một chút xíu. Đặc biệt khi mà mọi người đem ra ngoài sử dụng thì Linh khuyên là mọi người vẫn nên mang theo sạc nha, bởi vì mình nghĩ là nó sẽ không thể nào kéo dài cả một ngày được. Đây là điều mình nghĩ là không thể. Và nhắc đến sạc thì trong hộp của Galaxy Tab S10 Ultra vẫn sẽ không có củ sạc. Và nếu như mọi người muốn có củ sạc mà không phải mua thì chúng ta nên mua trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 thì Thế Di Động sẽ có chương trình ưu đãi để tặng luôn bộ sạc 45W cho mọi người, là chúng ta sẽ không cần phải mua thêm nữa. Đó, còn nếu như mà không mua trong thời gian đó thì buộc mọi người phải dùng những cái củ sạc Type-C khác rồi nha. Nói về những cái tiện ích khác thì chiếc Tab S10 Ultra vẫn sẽ có kháng nước IP68, vẫn có thể nhúng nước được nè, không lo tình trạng là nước có đổ vào có bị gì hay không. Và cũng sẽ có hai SIM với một nano SIM và một eSIM có hỗ trợ 5G và Bluetooth 5.3 nha, một chuẩn kết nối rất là nhanh chóng và mới hiện nay nha mọi người. Nếu mà đã nói Galaxy Tab rồi thì không thể nào thiếu chiếc Book S Pen. Khi mình trải nghiệm thực sự, Book S Pen luôn làm cho mình cảm giác rất là thích, bởi vì những cái trải nghiệm về tô màu, vẽ hay là edit video nó cảm giác rất là mượt, rất là trơn tru. Đặc biệt là những cái tác vụ mà về đồ họa, về vẽ, mình cảm giác nó như là một cây bút chì thực sự luôn, vì độ trễ của nó rất là thấp và vẽ đâu là nó đi đến đó, chứ nó không bị delay bất kỳ một cái khoảnh khắc nào cả. Và mình nghĩ là những bạn nào mà mua tablet, đặc biệt là những bạn liên quan đến thiết kế đồ họa, làm kiến trúc sư hay cái gì đó về vẽ, thì mình nghĩ là Tab S10 Ultra hoàn toàn có thể trở thành một chiếc máy di động mới mà dùng chính luôn nha. Để nếu như mọi người muốn đem ra ngoài sử dụng thay cho laptop của mình thì miễn bàn không cần phải lo lắng gì hết. Nói về điểm khác biệt thì Linh thấy nó sẽ không có quá nhiều sự khác biệt so với lại phiên bản S9 Ultra trước đó. Tuy nhiên những điểm nâng cấp lần này ở S10 Ultra lại khá cần thiết cho những người dùng nào sử dụng tablet như là một chiếc máy chính để phục vụ nhu cầu làm việc, một không gian lưu trữ lớn, một chiếc máy cực kỳ mạnh để mà phục vụ nhu cầu đồ họa nặng chẳng hạn. Thì chiếc máy lần này sẽ không còn dùng chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy như trên Tab S9 Ultra nữa, mà nó sẽ thay bằng chip MediaTek 9300 Plus nha mọi người. Và em chip này sẽ là 8 nhân với tốc độ CPU là 3.4GHz với 3 tùy chọn về RAM là RAM 12GB với 2 ROM là 256GB và 52GB, và RAM 16GB với tùy chọn ROM là 1TB nha mọi người. Và chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng được bộ nhớ trong lên đến 1.5TB thay vì là 1TB như ở S9 Ultra trước đó. Và với em chip này thì theo như Samsung chia sẻ, nó sẽ tăng cái hiệu suất CPU lên đến 18%, GPU là 28% và NPU là những cái tác vụ liên quan đến khả năng xử lý AI, nó cũng sẽ tăng lên 14%. Với những cái chỉ số tăng như vậy thì nó sẽ giúp cho máy xử lý được các tác vụ nặng đô như là render clip, các tác vụ đồ họa một cách mượt mà hơn. Và đặc biệt là nó cũng sẽ giảm được tình trạng bị nóng máy khi mọi người sử dụng những cái tác vụ đó nha. Và mình cũng đã test điểm Geekbench 6 và 3D Max của em chip này trên chiếc máy này luôn. Thì các chỉ số đưa ra rất là cao, từ điểm đơn nhân, đa nhân cho đến điểm GPU và 3D Max. Và các điểm này được chứng tỏ rất là rõ khi mà Linh test trực tiếp. Đối với những cái tab khi mà Linh mở lên, nó sẽ mở rất là nhanh, rất là nhạy, và đa nhiệm gần như là không gặp một vấn đề gì cả về hiện tượng giật lag, không có luôn. Mình mở trên dưới 20 tab, cho dù mình có
thoát ra thoát vào thì nó vẫn rất là nhạy ha. Và nói về khả năng xử lý đồ họa thì riêng điểm 3D Mark Linh thấy là nó sẽ cho cái mức độ ổn định tầm khoảng 76%. Và theo cái chỉ số Bloop mà Linh đã cho mọi người xem thì mọi người thấy là các chỉ số Bloop nó cũng khá là ổn định và nó không có bị biến động quá nhiều. Tuy nhiên ở giai đoạn đầu thì những cái lúc đầu nó sẽ hơi cao hơn một chút xíu, sau đó thì nó lại ổn định trở về sau. Điều này chứng tỏ là khi mọi người render clip hay mọi người làm những cái tác vụ nặng, chơi game nặng đi thì nó cũng không có gặp tình trạng là nó bị đứng máy khi mọi người render clip chẳng hạn. Nó vẫn sẽ duy trì ổn định và render rất là mượt ha. Kỹ hơn thì Linh đã test tựa game Liên Minh Tốc Chiến thì nó vẫn cho được FPS 120. Tuy nhiên đối với những cái lúc mà combat nặng đô thì nó sẽ có xê dịch một chút xíu là từ 117 đến 121 FPS. Tuy nhiên trong quá trình chơi game thì không có gặp trường hợp giật lắc gì cả. Còn đối với tựa game Genshin Impact thì Linh thấy là nó vẫn sẽ có đôi lúc xảy ra tình trạng răng cưa, nhưng mà nhìn chung nó không có ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của mình bởi vì chơi game vẫn rất là mượt, không có bị gì hết luôn. Tuy nhiên có một điểm mình thấy nó hơi khác một chút xíu đó chính là khi mà chơi những tựa game nhẹ như là Liên Minh Tốc Chiến hay là Liên Quân thì nó không có bị nóng máy nhanh. Còn Genshin Impact thì nó sẽ hơi ấm nhẹ ở mặt sau một chút xíu khi mà mình đang chơi trong một ván game nha mọi người. Còn đối với việc mà edit video đi thì Linh đã tải rất là nhiều những video 4K được quay từ S24 Ultra điện thoại nha. Thì mình không có gặp trường hợp khó khăn gì trong vấn đề edit cả. Và khi mà mình render thì máy công nhận là nó có hơi nóng lên một chút xíu, nhưng mà không phải đến mức mà bị bỏng tay nha. Chỉ là mình chạm vào mình thấy nó nóng lên thôi chứ nó không phải là ấm. Và một video 5 phút render 4K 60 frame thì Linh chỉ mất tầm khoảng gần 2 phút thôi là mình đã render được cái clip rồi. Nói chung với cái thời gian này thì mình nghĩ đã quá đủ và cũng là rất là nhanh so với lại những chiếc tablet thông thường hiện nay rồi. Và còn những cái điểm khác biệt khác thì chiếc máy này sẽ sở hữu khung viền AMOLED aluminum, thì cái khung viền này nó sẽ bền hơn, chắc hơn và nó chống chịu được những cái va đập. Mình nghĩ nó cũng đúng thôi bởi vì Tab S10 Ultra năm nay nó quá mỏng cho nên là nó cũng cần một cái phần khung viền nó chắc chắn một chút xíu để bảo vệ phần máy. Nhưng mà mình vẫn cảm giác là mọi người nên mua những cái bao da hoặc là những cái ốp nó bảo vệ, nó cứng cáp hơn để bảo vệ chiếc máy này. Chứ nếu như mà dùng trần như thế này thì thực sự là cá nhân Linh dùng Linh còn thấy rất là sợ bỏ vào ba lô, mặc dù mình bỏ vào cái ngăn chống sốc luôn nhưng mà trong lúc mình bỏ vào ba lô mình cũng cảm giác là nó rất là mong manh dễ vỡ mọi người à. Và phiên bản Tab S10 Ultra năm nay cũng sẽ có hai màu mới là màu xám Moonstone và màu bạc Platinum. Hai cái màu này nó cũng sẽ đi kèm với những chiếc bút S Pen cùng với lại cái tông màu của nó, mình thấy khá là đẹp ha. Màn hình thì cũng sẽ có lớp chống chiếu mới anti reflection và nó cũng sẽ có khả năng là giúp chúng ta có thể thoải mái sử dụng và nhìn màn hình khi mà có một ánh sáng mạnh trực tiếp chiếu vào, chẳng hạn như mọi người dùng ngoài trời ánh sáng mặt trời chiếu vào chẳng hạn. Thì nếu như mọi người đang cân nhắc nên mua tablet hay là mua laptop thì chúng ta có thể cân nhắc theo kiểu là mình có hay sử dụng ngoài trời nhiều hay không. Nếu như mà mọi người thường xuyên phải di chuyển ngoài trời và làm việc ngoài trời thì rất có thể là nên cân nhắc tablet hơn, bởi vì cái độ sáng tối đa cũng như là nó cũng sẽ có những cái lớp chống chiếu để khi chúng ta sử dụng á, nó cũng sẽ thoải mái tiện lợi khi nhìn hơn thay vì những chiếc laptop hiện nay, bởi vì những chiếc laptop hiện nay không phải laptop nào cũng phù hợp để dùng ngoài trời cả. Và theo như Samsung chia sẻ nha, mặc dù viên pin và khả năng sạc nhanh không thay đổi nhưng mà tuổi thọ pin trên Tab S10 Ultra nó sẽ trâu hơn và nó lâu hơn so với lại Tab S9 Ultra. Và điều này thì mình không thể khẳng định được cho mọi người trong video này, cho nên là cái này phải cần trải nghiệm rất lâu thì mình mới có thể đưa ra được cái kết luận chính xác nha. Nhìn chung thì Tab S10 Ultra năm nay Linh thấy là nó mang một cái hiệu năng rất là mạnh, pin cũng trâu và gần như là những cái hạn chế của nó đều đã được nâng cấp hơn rất là nhiều. Và với cái khả năng mà nó đem lại như vậy thì nó sẽ phù hợp với đối tượng người sử dụng có nhu cầu sử dụng nặng đô hơn, chẳng hạn như là designer, editor hay những bạn content creator mà phải liên tục edit video chẳng hạn, thì mình thấy nó sẽ khá là phù hợp. Bởi vì nếu như mọi người chỉ đơn thuần sử dụng những cái tác vụ văn phòng cơ bản hay là chỉ để học tập note thông tin thì mình thấy là nó hơi phí, nhưng mà nếu bạn có tiền thì bạn có thể mua cũng được, không sao cả. Và nếu như mọi người
người đang dùng Tab S9 Ultra và đang lăn tăn có nên nâng cấp lên S10 Ultra hay không thì Linh nghĩ là cũng không phải là không, nhưng mà mình nghĩ chưa cần thiết lắm. Bởi vì Tab S9 Ultra cơ bản nó đã quá đủ dùng rồi. Còn nếu như bạn chưa dùng tablet luôn và mọi người đang muốn cân nhắc tìm một chiếc tablet để mà thay thế cho một chiếc laptop thì Tab S10 Ultra là một sự lựa chọn mình nghĩ rất đáng để cân nhắc nha. Và đó là những trải nghiệm của mình cùng với lại chiếc Tab S10 Ultra. Tụi mình cũng sẽ tiếp tục đưa ra những cái video đánh giá sâu hơn về chiếc tablet này, cho nên mọi người hãy nhớ đón xem trên kênh Thế Giới Di Động nha. Còn giờ thì bye.